Bởi vì cắt lại mà sao thấy cũng nhiều quá nè. Này tới phần em qua à. Em qua 3. Đây không phải chắc hơn nửa xuồng không anh. Này cũng chèm chèm xuồng đó. Chứ không ấy đâu. Em cái giật thì giật luôn anh. Anh bớt rồi, anh bơi hả? Hai người vớt nó nhanh hơn. Khoan không. Để cho nghỉ vớt cái nè. Đẩy qua đi nó lộ quá chứ vậy. Ừ, anh đẩy xéo qua xéo lại. Hôm qua em đi con sồn mà em cũng đuối luôn á. Hãy lên á. Đi chừng nào đi theo ông già ba đó hả? Theo anh đó. Anh vẫn giữa nè, bơi em qua nè. Mít này mà trái mà có chục ký ha anh vớt mà đâu có nhiều, đâu có nhiều mà đầy xuồng à. Mít này chục ký mít này đâu có nhiều, mà cứ làm mít 7 ký 8 ký à, làm nhiều là cũng được. Đợt sau để lại mà. Qua mình tranh thủ vậy mà còn tới chiều nữa rồi. Tới cỡ 2 giờ mới gọi hả anh? 4 giờ mấy? Về tới chợ anh 4 giờ. Dạ. Yeah. Hôm qua kìa, hôm qua mình căng xong là 2 giờ 2 3 giờ gì không? Tới 2 giờ. 2 giờ. 2 giờ mình về. 2 giờ mấy á? 2 giờ mấy là 3 giờ rồi. Mình về tới chợ rồi hết là 4 giờ đó. Dạ. Yeah. Cái bên kia bên trái này kìa anh. Bên kia. Nó như trái đó không đó là anh vớt cũng mỏi tay đó. Trái bự dễ vớt hơn trái nhỏ. Mít này cứ sao cỡ tấn. Ít vậy hả? Ừ, hết trời. Trái đâu. Bìa đây là sạch sẽ hết trơn. Mấy cái mít trên bờ nó xuống thôi. Dạ. Mấy cái mít trên bờ nó bỏ trời xuống cho cá ăn anh. Anh khỏi vớt. Chứ anh bỏ trên bờ cá cũng đâu ăn được đâu. Dưới này cá cũng nhiều lắm á. Có cá hô, cá ác, cá lóc nữa. Nhiều cá lắm. Bữa nay làm đây còn làm đâu nữa không anh? Đây không là xong đó phải không? Đây còn hai trái vậy? Bữa nay làm đây cái nữa gì là cái nhà là nó hù rồi. Nó chở xe Honda không sáng ngày nay. Bữa nay chở xe Honda hả? Hôm nay có quay chở xe chưa? Ba có bốn lần thôi nhiều chút.
Có ông ém là tới 4-500 nữa hả? 400 hả? Qua trong ngoài được ha. 300 rưỡi là hết cứng kim rồi. Xe 4-500 đủ đi ngang cầu kỳ này kia mấy dốc thì gọn gọn dễ đi. Đúng như sóc lươn rồi chạy sợ. Trời mưa này trơn trượt nguy hiểm lắm. Từ 13 ra 11 mưa rồi, ra cái 9 ngày qua mưa ngày hôm qua đi khó ý là chạy xe không mà khó. Hôm qua mấy ngày về biết lâu tiếng mấy đồng hồ về tới chảnh nổi. Có gì? Đường xá bây giờ mưa gió cũng lầy lắm, dễ chợt. Có vợt mình móc cũng dễ ha. Rồi nhường cho anh sao luôn, anh sao luôn rồi. Trước mặt anh kìa. Này hết clip này đầy xuống không anh? Không đầy. Không đầy. Ý là hư trái nó tạ. Ghe dùng này 3 xe, 4 xe được các bạn ha. 300. Khoảng tháng 2, tháng 3 thì không hết được. Bên kia hai trái rồi anh này. Chắc hai kia. Mít bữa nay sao thấy nó chọi ta bự bự ha không anh? Cũng có mấy cây trọng trọng quá. Làm như tiễn hết mít nhỏ còn cũng còn mít bự lấy ra vậy. Quá quá tài tiễn. Hôm qua là cắt mít nhỏ nhiều, mít nhỏ mà lựa đỏ muối cắt. Dạ. Bữa nay là cắt lựa trắng hình cắt. Vừa ha. Để cái đuôi chỏng này. Nước nhiều ha. Cái giá mít này phải tăng lên 10.000 mười mấy ngàn mấy ông cũng khỏe nữa. Ngày ít nhiều gì nó cũng nhiêu đó. Tại bây giờ ta mít ông tăng lên 30.000 chứ mấy người cũng có nhiều đó. Cái mức lương cũng nhiều à. Có đâu người ta bo thêm chứ. Không có đâu, nó nói vậy chứ không có đâu thương thương. Ai bo chứ giường bo hả? Có đâu, cái ông lái bo.
Có thêm chút đỉnh bò dưỡng mấy anh em. Cũng vừa vừa mình vô được rồi. Hết cái clip mình vô được rồi. Chín anh em ơi. Chín luôn hả? Vỗ về là biết chín rồi nè. Thử mít á. Thử mít vỗ thịt thịt là biết rồi. Còn trái mít chín nhà kìa chưa ăn nữa kìa. Quà cho không có, em mua bữa bên Cải Dương á, quên bên 12 hết hết đại trước trái rồi.